Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 40 năm Sài Gòn thất thủ, Minh Thúy cùng với quý vị ôn lại với anh Đinh Hùng Cường trong chương trình Một lần một chuyện về cách thức đào tạo các sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa qua các trường võ bị tại Việt Nam. Xin được chào anh Đinh Hùng Cường. Dạ, xin chào chị Minh Thúy. Xin chào quý vị khán thính giả. Xin anh cho biết là trước năm 75, tại Việt Nam mình đã có bao nhiêu trường võ bị? Thưa chị Minh Thúy và thưa quý vị, thì những cái trường võ bị riêng về hải quân hay không quân thì người ta có những cái trường riêng để người ta đào tạo chuyên môn. Nhưng mà riêng về lục quân ấy, thì chúng ta có trường nổi tiếng nhất là trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Ở đó người ta đào tạo những sĩ quan hiện dịch, và trường sĩ quan Đồng Đế cũng đào tạo sĩ quan hiện dịch, và trường võ khoa Thủ Đức cũng đào tạo sĩ quan nhưng mà là sĩ quan trừ bị. Dạ, như vậy thì anh là một sĩ quan thì chắc chắn là anh phải ở trong một trong những cái trường võ bị tại Việt Nam. Thì trường võ bị nào mà anh được đào tạo? Chúng tôi là đi học ở trường Thủ Đức. Dạ. Một cái trường mà đào tạo sĩ quan rất là nhanh chóng để cung cấp cho chia mặt trận. Thưa anh Minh Thúy, biết là cái trường Thủ Đức nó có nhiều tên lắm anh. Nào là trường Võ Bị Thủ Đức, rồi trường Liên Trường Thủ Đức. Thì tên trường tại sao thay đổi và có nhiều tên như vậy anh? Thì thưa Minh Thúy với lại quý vị, là để mình ôn lại cái lịch sử trường Thủ Đức thì nó như thế này. Năm 1951 đó, thì chính phủ quốc gia lập ra hai cái trường võ bị. Một cái trường Nam Định và một cái trường Thủ Đức. Mà hai cái trường nó cùng thành lập một lúc và cùng khai trương một lúc. Và những người mà tốt nghiệp ở ngoài Nam Định cũng như tốt nghiệp ở Thủ Đức đều được mang cấp thiếu úy năm 1951. Nhưng thiếu úy hay là chuẩn úy anh? Dạ, hồi đó là thiếu úy. Nhưng mà đến năm 1952 đó, thì cái trường ở bên Nam Định họ giải tán đi. Và họ thành lập một cái trường duy nhất là trường Thủ Đức. Do đó tất cả những người nào muốn đi học sĩ quan của hồi đó gọi là quân đội quốc gia đó, thì là phải đi vô trong học ở trong Thủ Đức. Thì cái trường Thủ Đức đó hồi đó thì họ gọi là trường Võ Khoa Thủ Đức. Và đến năm 1955 đó, vì cái hiệp định Geneva ký kết năm 54 vì giảm vấn đề quân sự đó, thì cái trường Thủ Đức đó bị gián đoạn từ năm 1955 cho đến năm 57. Tức là mình không có trường đào tạo sĩ quan. Rồi sau đó, năm 1957 thì cái trường Thủ Đức mở lại, lấy cái tên là Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. Như vậy thì Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức, tại sao gọi là có cái tên Liên Trường như vậy? Là bởi vì hồi đó đó người ta nghĩ rằng là cái trường Thủ Đức đó, nó bao gồm nhiều cái trường khác. Thí dụ như trong cái Liên Trường Võ Khoa đó, nó có trường bộ binh này, trường thiết giáp này, trường quân cụ này, trường pháo binh này, trường quân vận này, trường truyền tin này. Thành ra tất cả những cái trường nó hợp lại trong một cái trường, thành ra nó là nhiều trường, thành ra gọi là liên trường. Thế nhưng cho đến năm 1961 đó thì người ta tách những cái trường này ra. Người ta chỉ giữ lại cái trường pháo binh, trường thiết giáp và cái trường bộ binh nằm trong trường Thủ Đức. Còn tất cả những cái trường khác họ đều đi ra ngoài, họ lập trường riêng như trường pháo binh, trường truyền tin, trường này trường khác. Đó thì cái tên đó từ đó người ta không gọi là Liên Trường Võ Khoa nữa, người ta gọi là Trường Bộ Binh Thủ Đức. Minh Thúy có một lần hình như có nghe cái chữ là trường dự bị, võ bị trừ bị gì Thủ Đức. Tại sao lại có cái chữ trừ bị đó anh? Ồ, thì thưa thế này, trong cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó, thưa chị Minh Thúy, quý vị, có hai cái thành phần, gọi là các thành phần hiện dịch. Thành phần hiện dịch là những người họ chọn cái binh nghiệp làm cái tương lai cho cuộc đời. Tôi lấy thí dụ những người lớn lên đi học xong rồi đi vào trường võ bị Đà Lạt. Thì những người đó họ thích gọi là cung kiếm, thích một cái cuộc đời tang bồng, binh nghiệp, và họ sẽ đi quân đội cho đến khi ngày về hưu. Thì cái đó gọi là những sĩ quan hiện dịch. Còn những người mà vì thời cuộc bị động viên, hoặc là vì không muốn đi vào hiện dịch, muốn đi một lúc rồi thì là
đi ra sống đời tự do, thì đi vô trong cái trường trừ bị, cái trường trừ bị cái quy chế nó dễ dãi hơn, là vì khi nào không có chiến tranh thì người ta có thể cho mình giải ngũ. Còn cái trường hiện dịch thì mình phải đắm đuối với cái nghề chuyên môn của mình cho đến khi mình về hưu hay là mình... Như vậy cái lúc mà đào tạo thì cái hiện dịch với cái trừ bị, cái thời gian mà thì... tập sự có giống nhau hay khác? Khác nhau ạ, bởi vì cái vấn đề hiện dịch người ta phải có thì giờ nhiều hơn, yeah. Và người ta dạy kỹ hơn. Thí dụ như những trường như trường võ bị Đà Lạt chẳng, họ dạy một người sĩ quan tốt nghiệp 4 năm trời. Yeah. Trong khi cái trường trừ bị họ chỉ dạy trong vòng 9 tháng hay là 10 tháng đủ cái kinh nghiệm cho cái người này dây ra ngoài để tác chiến. Còn cái người mà dạy ở trong Đà Lạt sau này họ có thể ra họ lãnh đạo quân đội. Vâng. Thành ra họ được dạy kỹ càng về mọi mặt, do đó cái thời gian học tập nó lâu hơn đó chị. Như vậy khi mà cái trường võ bị Thủ Đức có cái tên là trừ bị, nghĩa là cái thời gian họ huấn luyện dạy cho sĩ quan ngắn hơn trường võ bị Đà Lạt. Dạ đúng vậy, đúng vậy. Và đồng thời cũng có một cái trường nữa gọi là trường Đồng Đế, họ cũng là trường hiền dịch nhưng mà họ dạy những người hạ sĩ quan. Nó gọi là trường là sĩ quan đặc biệt. Trong quân đội có những người hạ sĩ quan tài giỏi mà họ xứng đáng để đi học sĩ quan, thành ra cái trình độ văn hóa họ không có gọi là được tương đương để đi học sĩ quan, nhưng với cái công trận và cái khả năng thì họ được đặc biệt để được đi học những cái trường đó và họ cũng ra sĩ quan. Và một khi họ đã được ra sĩ quan rồi thì cái quy chế và cái quyền lợi của họ y hệt tất cả như những người sĩ quan khác. Yeah. Như vậy thì trường võ bị Thủ Đức tuyển dụng những người mà được vô trường như thế nào anh? Hồi xưa đó thì họ tuyển dụng những người có tú tài hoặc là những người tương đương. Nhưng mà về sau này cái nhu cầu chiến tranh cấp bách đó, họ động viên. Tức là ai có bằng tú tài hay ai có bằng tương đương đó, thì là lập tức phải gọi đi trình diện và tham gia vào trong quân đội. Nếu những người vì nhu cầu quốc gia cần thiết, ví dụ như chuyên viên hoặc là cái gì đó quan trọng đó, thì những người đó sau khi đó thì họ được trở về cái nhiệm sở gọi là biệt phái về, nhưng mà họ phải đi học cái thời gian ở trong cái trường Thủ Đức. Như vậy có phải tất cả những người được tuyển dụng vô đều ra được làm sĩ quan không, hay là có người nào bị rớt lại hay sao? Không hẳn như vậy đâu chị, bởi vì trong trong cái trường họ như thế này, họ đầu tiên là họ dạy 3 tháng đầu là họ dạy về họ nói là họ đầy cho mình biết thế nào là kỷ luật, mình biết thế nào là kính trọng thượng cấp, mình biết thế nào là kỷ luật tự giác, mình biết thế nào là phải tuân theo những cái pháp tắc của quân đội. Thì họ dạy mình trong 3 tháng đó, mình cực khổ, mình là gọi là huấn nhục, mình không được ăn, không được ngủ, là mình rất là cực khổ. Nhưng mà đến khi mà mình học trong 3 tháng rồi, họ cho mình đi thi. Bên Mỹ này nó gọi những cái như là aptitude test, tức là nó thử cho cái khả năng mình ra làm sao. Thí dụ cái người nào có cái tài nghe thật giỏi đó thì người ta cho đi học truyền tin. Hay là thí dụ như tôi chẳng hạn, tôi biết làm tính toán chút đỉnh, người ta cho tôi đi học pháo binh. Thế thì cứ tùy, hoặc có những người nào họ làm những cái công việc phù hợp với những cái nhu cầu người đòi hỏi đó thì người ta cho đi những cái trường chuyên môn. Còn những người nào mà không có những cái trường hợp đó thì đi học cái trường gọi là trường bộ binh. Nhưng trong quân đội nó có cái chuyện là cái người đi học bộ binh sau này ra chiến đấu á, lại là cái người mà quan trọng, tài giỏi nhất, bởi vì họ chỉ huy con người và họ huấn luyện con người. Những cái đó hay hơn là những cái người như tôi bắn pháo binh hay là những người sử dụng máy truyền tin. Vì cái người bộ binh là họ phải có cái gọi là cái lãnh đạo, phải có cái tài chỉ huy và thuyết phục được. Thành do đó tất cả những cái cấp lớn ở trong quân đội hầu hết là xuất thân ở bộ binh, chứ không phải những người đi học bộ binh là dở không biết gì mới đi học bộ binh đâu. Dạ. Anh vừa nói là vì anh có một xíu về tính toán, thành ra trường chọn cho anh làm pháo binh. Dạ. Như vậy là trường chọn binh chủng cho những người lính, dạ, chứ đúng. Mình không được tự chọn hả anh? Mình không được tự chọn, người ta căn cứ cái khả năng của mình và thượng cấp bây giờ mình bảo. Thí dụ như là mình thích cái môn đó, trong quân đội không có thích chị, trong quân đội người ta nói là thi hành trước khiếu nại sau, mà tôi muốn anh làm cái này anh không làm được anh cũng phải làm, anh làm xong rồi anh mới được trình báo, nhưng mà tại sao cái này tôi làm không được, không có chuyện đó. Không phải, mình làm. Không làm được, mình nghĩ là mình thích cái khả năng. Nếu mà chị thích thì cái khả năng của chị phải phù hợp với cái thích. À. Thí dụ như bây giờ chị thích đi làm pháo binh bắn súng chẳng hạn, thì chị phải biết tính toán, bởi vì cái viên đạn mà mình bắn đi mình phải tính cái độ cao, tính độ xa, tính cái sức nổ, mà mình tính không được mình bắn là chết người hết.
hết, nó không cho mình đi đâu, thí dụ vậy. Dạ. Vậy thì đấy, cái phương thức đào tạo ra một sĩ quan ra sao anh? Thì thực ra cái trường mà Thủ Đức tuy là họ dạy cái thời gian ngắn gọn nhưng mà nó bao gồm nhiều vấn đề lắm. Thứ nhất là họ dạy cho mình cái căn bản quân sự. Thứ nhì họ dạy cho mình cái chuyên môn. Thứ ba họ dạy cho mình cái gọi là cái thứ nhất là cái tác phong của cái người sĩ quan khi mình đi ra ngoài trường, cái tư cách của mình phải như thế nào. Mình có xứng đáng thì mình mới chỉ huy người dưới được. Và họ dạy cho mình những cái cách khắc phục cái gian khổ. Bởi vì nếu mình như Đà Lạt họ có mấy câu là tự thắng để chỉ huy. Nếu mình không thắng được mình thì mình chỉ huy được ai? Vì cộng nó chưa bắn mình đã lăn cù xuống đất rồi thì mình nói với người lính đằng sau sao ra nghe được. Thành ra mình phải tự gan dạ dù rằng mình sợ chết thiệt. Nhưng mà nếu mà thằng về cộng nó bắn mình vẫn đứng dậy thì cái người lính đằng sau họ thấy mình can đảm đứng dậy thì họ mới theo mình. Thì những cái đó nhà trường họ dạy cho mình, họ tập cho mình, họ làm sao cho mình quen với súng đạn, quen với cực khổ để khi mình ra ngoài mặt trận đó là mình sẵn sàng, mình hướng dẫn cái người binh sĩ làm cái nhiệm vụ bảo vệ quốc gia. Dạ. Vậy thì sau khi mãn khóa thì cái nhiệm vụ của cái người mà được đào tạo đó sẽ làm phải làm gì anh? Thường thường họ đào ra thì với cái cấp bậc chuẩn úy. Dạ. Thì cái cấp bậc chuẩn úy này thì họ được, trên nguyên tắc là họ được chỉ huy một trung đội. Cái trung đội này thuộc khoảng 30 người lính và họ đi ra mặt trận để họ đánh nhau. Nhưng mà nhiều khi có khi họ mới ra trường, họ chưa có kinh nghiệm thì những cái người ở cấp trên đó, họ cho làm trung đội phó một lúc rồi khi quen công việc họ làm trung đội. Từ cái căn bản trung đội đó họ chiến đấu, họ lên đại đội trưởng, lên tiểu đoàn trưởng, lên cao lên nữa. Dạ. Đó là cái nhiệm vụ của người sĩ quan trong quân lực Việt Nam của ngoài. Dạ. Xin được cảm ơn anh Đinh Hồng Cường. Có rất nhiều câu hỏi muốn anh hỏi tiếp nhưng mà rất tiếc là chương trình có hạn. Vâng, xin cảm ơn chị Minh Thúy, xin cảm ơn quý vị. Đây là cái dịp ôn lại và cái cách thức mà đào tạo căn bản cho người sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt với quý vị và xin hẹn quý vị lại trong những chương trình kỳ tới. Minh Thúy và anh Đinh Hồng Cường cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Một Lần Một Chuyện và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.